Sáng ngày 12 tháng 8, quận Phú Nhuận tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 1. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang đã đến thẩm định cơ sở, trang thiết bị điều trị tại bệnh viện. Bệnh viện hoạt động trên cơ sở trưng dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận, số 5 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận. Có quy mô 350 giường, trong đó có 60 giường hồi sức cấp cứu với đầy đủ trang thiết bị điều trị các bệnh nhân chuyển nặng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng, bệnh viện được trang bị hệ thống bồn oxy trực tiếp đến các giường bệnh, cùng các trang thiết bị khác như máy thở oxy dòng cao, máy thở đơn giản, máy đo độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi, monitor theo dõi sinh hiệu, máy X-quang di động và cơ số thuốc điều trị theo phương thức y học cổ truyền, kết hợp y học hiện đại theo khuyến cáo của Bộ Y tế và hướng dẫn của Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Về nhân lực, quận điều động 250 bác sĩ, nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác. Trong đó có 65 bác sĩ điều dưỡng, nhân viên y tế từ Viện Y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, quận cũng huy động nguồn lực từ nguồn tình nguyện viên, nhân lực y tế tư nhân và các bác sĩ nghỉ hưu có sức khỏe tốt trên địa bàn tham gia. Đến nay, quận Phú Nhuận có 2 bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quy mô 430 giường, 2 khu cách ly F0 quy mô 188 giường.